Vì sao đêm nhạc thời Việt Nam Cộng Hòa của nhóm Đoan Trang bị ngăn chặn? Đêm qua, trên Facebook của cựu nhà báo Phạm Đoan Trang và các đồng đội của chị này như Nguyễn Tín, ca sĩ chính, Nguyễn Đại, Nguyễn Đân Thắng lan truyền thông tin tố cáo Công an thành phố Hồ Chí Minh đàn áp và đánh đập những người khởi xướng nhằm phá rối buổi livestream ca nhạc lành mạnh. Thực hư ra sao? Cách đây 2 tuần, nhóm này đã thông báo về chương trình ca nhạc này do Nguyễn Tín và một số người bạn của Tín trình diễn. Số vé hạn chế và vận động quyên góp tài chính ủng hộ chương trình này. Ca sĩ chính là Nguyễn Tín, được giới thiệu là người nhiều lần bị công an đàn áp, không tự do biểu diễn, nhưng rất kiên cường, ngày càng hát nhạc chê bai chế độ và biểu tình nhiều hơn. Bản thân Tín mới đấu giá bức tranh của mẹ con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trị giá 5.000 USD với danh nghĩa để ủng hộ mẹ nấm bán sách chính trị bình dân cho Đoan Trang. Dù là buổi nhạc bình thường, nhưng hầu hết người mua vé được Nguyễn Đại quảng bá là những người ủng hộ dân chủ và họ chỉ thông báo địa điểm hát cho người mua vé sát giờ diễn để đảm bảo bí mật. Trước đó, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Đại, Trần Thu Nguyệt đã tổ chức nhiều chương trình bình thường như thi đấu bia, gây quỹ cho tù nhân lương tâm, bán sách chính trị bình dân gây quỹ cho quỹ lương tâm, quyên góp tiền in áo đồng phục, phản đối luật an ninh mạng và luật đặc khu cho giáo dân miền Trung. Do vậy, dễ hiểu chương trình live show này diễn ra đến lúc gần kết thúc thì bị công an giải tán bằng cách tố cáo công an ép chủ quán giải tán họ. Qua cách đưa tin về vụ việc của những người tham gia, có lẽ do bức xúc do chương trình kỳ công chuẩn bị đã nhiều lần bị giải tán, Phạm Đoan Trang ngồi cuối hội trường quay phim, chụp hình các anh công an và vào giám sát đã phản ứng, xúc phạm các anh chị an ninh chìm, kích động nhóm đệ tử xung quanh bảo vệ chị này, nên đã bị đánh và bị bắt đi. Sau đó các đồng đội của Trang như ca sĩ Nguyễn Tín hô hào kéo đến công an phường đòi người, dẫn tới anh này cũng bị công an bắt và đánh. Không rõ những người này bị đánh như thế nào, nhưng ngay sau đó Nguyễn Lân Thắng đã livestream trên Facebook thông báo mình không bị đánh như đồng đội đưa tin. Phạm Đoan Trang kêu bị đánh đến mức nhập viện nhưng mấy tiếng sau lại thông báo đã về nhà an toàn. Còn mấy đàn em của Trang là Nguyễn Đại, Nguyễn Tín thì tố công an đánh đập tàn bạo sau khi đi đòi người, đồng nghĩa với việc hiểu rằng đi gây sự gây rối ở trật tự công an, ở trụ sở công an phường. Nhưng bức ảnh của Tín tự chụp cho thấy vài vết bầm đỏ trên mặt. Có thể thấy rằng, dù biết rõ đêm nhạc do toàn thành phần đệ tử của Voi tổ chức, nhưng công an vẫn chỉ đến giám sát xem diễn biến họ làm gì. Có lẽ thấy cần hết chương trình và cần tạo thành tích, tạo nên sự kiện. Đoan Trang đã khởi xướng màn đàn áp bằng cách gây hấn với an ninh chìm, kích động bầu không gian số đông phản ứng với công an nên đã bị bắt đi, tạo ra khung cảnh bức bối giữa công an và những thành phần tổ chức chương trình như đòi người và quậy phá đồn công an. Dù sao, nhóm Đoan Trang cũng đã thành công tổ chức được buổi ca nhạc, vừa gây quỹ, vừa bán hết vé, vừa tạo được sự kiện công an đàn áp và tha hồ làm truyền thông chống cộng hậu sự kiện này. Chắc chắn sẽ có màn quyên góp hỗ trợ cho các thành phần tổ chức chương trình đã bị đánh đập tàn bạo, bị tịch thu máy móc, mà tài năng quyên góp của Đoan Trang cả chìm lẫn nổi rất siêu sao nhờ dàn truyền thông hùng hậu của Voi.